Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Hoài Bãi nha. Hôm nay thì Hoài Bãi có một con máy cưa xích Stein mới 21C. Thì con này là hàng bãi nha các bác, hàng bãi sưu tầm. Mà máy thì đi lựa đúng cây này bao nhiêu năm mới gặp một cây mà nó mới con này luôn đấy nha, hàng bãi nha. Như máy đập hộp luôn nha, đời 2015. Không khác gì máy mới luôn nha anh em. Đó, mã số máy là 504293325. Đó, hàng của Đức sản xuất nha các bác, xuất qua Mỹ. Máy quá mới luôn. Cái sự này là đúng thiếu một cái thùng nha anh em. Zin từ A đến Z nha. Con này thì là dòng máy cưa nhỏ anh em xài gia đình. Công suất tầm trung trung, nòng 40 ly. Đó, công suất là 42cc nha các bác. Có giật trợ lực, nắp xăng, nắp dứt gạt. Năm sản xuất là tháng 7 năm 2015. Máy móc bên trong thì như máy mới luôn, thật sự luôn. Điện đóm zin hết tất cả, chưa có bung gì hết nha các bác. Bê tông sọc ngang đẹp. Nói chung máy mới con này là thật sự là rất là hiếm khi gặp luôn anh em. Con này đáng để cho anh em sưu tầm nha. Đó. Con này thì giá của nó thì hơi rát một chút anh em. Đó, bởi vì nó là hàng thật sự là không khó mà kiếm được một cây nào mới hơn. Đó, đời có giật trợ lực. Tất cả zin hết, hai cái chắn bồ còn nguyên. Bồ trắng phong, xích mới luôn này. Đó. Làm mới chọc sơ tí sơn. Ốp làm tăng xích nhanh. Vỏ làm zin. Rất đẹp. Đó, thắng khóa xích còn ngon luôn nhá. Con này trọng lượng là 5,5 kg. Anh em mà chốt cây này liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345050399. Thì những cái máy này thì giá của nó thì nó không có rẻ đâu anh em. Đó, thì giá con này thì bên em nó bán là 4.900k. 4.900.000 bao ship tận nhà luôn. Anh em mà chốt cây đẹp này thì anh em liên hệ qua số điện thoại 0345050399 nhá. Đó, và anh em nào mà mình cần cái dòng máy rẻ hơn thì anh em có thể liên hệ qua số điện thoại 0345050399 để mình sẽ tư vấn cho anh em nhiều cái mẫu máy khác giá nó mềm hơn nhá. Đó, hoặc là cũng giống cái con như này nhưng mà nó cũ hơn và nó không được chất lượng, không được cao tuyệt đối như con này. Thì giá nó sẽ mềm hơn một chút. Đó, thì con này là nó thiếu một cái thùng thôi. Thật sự anh em nhìn trên video là biết rồi. Rất ít khi gặp những con mà nó cỡ này nha anh em. Đó, anh em là chốt cây này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345050539 nhá. Quá mới luôn, thật sự con này mới về, mới đẹp leng keng xà beng luôn nhá. Đó, thiếu một cái thùng. Làm dài 40 sử dụng 35 nha các bác. Xích 91. Máy có đức xịn luôn. Rồi sẽ test nổ cho bác nghe tiếng máy nhá. Dây đặt zin trắng phau, bơm nhớt ra ok nhé. Rồi anh em nào chốt cây này thì liên hệ qua số điện thoại 0345050539 nhá. Họ hàng nào thì nó cũng có giá của nó hết, nên là anh em nào mà mình cảm thấy là anh em hốt được con này thì anh em liên hệ qua số điện thoại 0345050539 nhá. Xin cảm ơn toàn thể anh em nhé. Anh em cần mua những mẫu máy cưa xích hàng Nhật bãi lựa thì anh em cứ liên hệ qua số điện thoại 0345050539 nhé. Thì nó cũng đủ các loại luôn. Thì anh em thì phân phối nhiều đa dạng lắm em. Đó, thì chuyên đi lựa cho anh em những cái máy đẹp, xuất sắc có thể nhất nhá. Đó, thì anh em nào mà cần thì cứ chốt thì liên hệ qua số điện thoại giúp em nhé. Xin cảm ơn toàn thể anh em nhé.